Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023. Sóc Cò muốn chia sẻ với các bạn một dòng lan rất là độc lạ và rất là ít người có. Các bạn nhìn thấy em rất là lạ đúng không? Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn dòng lan mới. Thật là chi tiết. Đây có là những cây lan có tên là sao biển. Lan sao biển các bạn nhé. Mặt bông của em này thì là cánh thì là màu xanh nhạt, lưỡi thì là màu trắng. Là một dòng lan ra bông quanh năm suốt tháng. Bông của em đó chơi bông được khoảng là một tháng. Hương thơm. Dòng này có một cái đặc độc lạ nữa, đó chính là em ấy giống như là dòng lan, giống như là cây hoa quỳnh vậy. Em ấy nở về đêm thì hương rất là thơm, ban ngày thì cũng thơm nhưng mà thơm nhiều nhất thì lại về ban đêm nhiều hơn. Tất cả đều được trồng trong giá thể là than và vỏ thông đập nhỏ. Đây này các bạn này, ở dưới là phân trì đó. Cây rất là khỏe mạnh. Dòng này chơi thân lá cũng rất là đẹp. Trồng lan này rất là dễ, trồng giống như là những cây lan kiếm vậy. Và các bạn chỉ cần bỏ chậu mủ này ra, các bạn cho sang chậu mới là xong. Và các bạn thêm một ít giá thể là than hoặc vỏ thông thì cây sẽ rất là khỏe mạnh. Những cây này các bạn trồng đó, thì khoảng độ là nhanh thì có thể là Tết. Còn không thì các em ấy thường thường là sang năm các em sẽ cho ra bông nhiều hơn. Những cây này là những cây giống mà thôi. Tuy em rất là to, 4 cặp lá nhé. Cây 4 cặp lá, lá rất là đẹp. Nhưng mà em này cũng chỉ là thuộc dòng lan giống mà thôi. Nếu mà cho ra bông mà đẹp nhất thì chắc là phải sang năm. Bông chơi được khoảng là 1 tháng. Bông to. Bông to như bàn tay vậy. To bằng bàn tay của người trưởng thành. Dòng này thì rất là dễ trồng. Mặt bông thì rất là độc lạ. Lăm cánh giống như là con sao biển. Hương thơm. Và đặc biệt là quyến rũ thơm nhất là vào buổi tối. Cây rất là khỏe mạnh. Hiện tại bên mình đang chia sẻ cho các bạn một bầu này là cái cây sao biển này, giá là 150.000 một chậu. Và mình về cũng không có nhiều. Nếu các bạn mà mua 5 chậu thì bên mình sẽ miễn tiền ship. Còn nếu các bạn mà mua 1 chậu, 2 chậu, 3 chậu, 4 chậu thì là phí ship là 40.000. Dòng lan này độc lạ. Chắc là ít người có đó. Nó rất là hiếm. Chơi thân lá rất là đẹp, nhìn qua tưởng là cây đai châu. Giống đai châu không các bạn? Ngọc điểm anh Xuân đó. Chơi thân lá rất là đẹp, dòng là dòng lá xếp. Mặt bông thì là màu trắng và màu xanh nhạt. Chơi bông được một tháng. Mỗi lần ra bông thì rất là nhiều và hương thơm. Thơm vào buổi tối nhiều hơn là ban ngày. Các bạn trồng dòng lan này thì cũng giống như là những cây vũ nữ hoặc là giống như lan kiếm thôi. Các bạn cứ trồng rất là đơn giản. Các bạn cứ treo qua một lớp lưới giống như là lan kiếm này này thì các em sẽ cho ra bông này. Sao biển, mặt bông là giống như con sao biển vậy. Nhìn đẹp ha. Dòng này ai mà thích về chơi thân lá thì lên sưu tầm những cây sao biển này. Em này em ra bông quanh năm suốt tháng nhé, không có theo mùa đâu. Và khỏe mạnh lúc nào thì ra bông lúc đó. Những cây này thì là theo mình nghĩ là 4 cặp lá thế này là thuộc size giống rồi. Em này mà muốn ra bông nữa thì chắc là phải qua Tết. Qua Tết. Khỏe mạnh lắm. Chơi thân lá rất đẹp. Cây 4 cặp lá. Cái tên cũng rất là đẹp. Thỉnh thoảng thì Sóc Cò sẽ chia sẻ một ít những dòng lan độc lạ mới để cho các bạn sưu tầm. Thân lá chơi rất là đẹp luôn nhé.
cánh của em ấy rất là dày, cánh bông của em này cũng vậy, dày giống như là cánh sáp vậy, to như là bàn tay người trưởng thành. Chơi bông được 1 tháng, hương thơm quyến rũ nhất về đêm. Về đêm thì mình thấy có dòng brass hoặc là hoa quỳnh. Bây giờ chúng ta có thêm một dòng lan nữa, đó chính là cây sao biển, là những cây rất là hương thơm về đêm. Bạn nào mà chưa có giống này thì liên hệ giúp mình. Mình về cũng ít thôi, không có nhiều. Chỗ này khoảng được 20 giò ha. Khoảng đấy. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.